Kính chào bà con cô bác trở lại Vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay thì cũng mùng 2 Tết, thì chúc mọi người xem trên kênh Vlog Thắng Miền Tây được nhiều sức khỏe và an lành, hạnh phúc và mừng ăn phát tài phát lộc ha. Thì hôm nay thì Thắng Miền Tây tiếp tục lại trao cho số tiền của Mạnh Thường Quân trao cho ba đứa con của chị Ngọc. Đó thì do chồng của chị cũng như là gà trống nuôi con đó quý vị. Thì hôm nay thì cũng có Mạnh Thường Quân tiếp tục gửi số tiền. Đó là cũng chị Xuân Mai cũng gửi cho ba đứa bé là 1 triệu đồng. Và chị Trần Trung Tình cũng gửi cho ba bé 1 triệu. Và em gái giấu tên 500.000 đồng. Thì hôm nay mùng 2 Thắng Miền Tây lại tới đây để trao tặng tay cho chồng chị để tiếp tục lo cho các bé. Thì cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn chị Sương Mai và Trần Trung Tình đã tin tưởng em và cho em đem số tiền lại tới đây để trao tặng tay cho anh hết để chăm sóc ba đứa bé. Thì chúc cả nhà xem trên Vlog Thắng Miền Tây cũng nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công ha. Thì tiếp tục câu chuyện thì tí nữa sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu thêm với anh Thắng rằng là bỏ cái số tiền của anh Thắng á, một triệu của cái chị gì ở nước ngoài á, cho em 1 triệu với em lấy thêm số tiền ở trong túi em nữa. Anh đắp vô là tổng cộng là 3 triệu mấy, là mua quần áo giày dép rồi cho cháu hết. Rất tốt. Và vậy là cũng đi đâu cũng phải mang đứa bé nhỏ đi theo hết trơn đó. Giày dép đồ này kia Mạnh Quân nhờ có cho số tiền mua quần áo giày dép thì cho cháu là đủ hết. Thì tiếp tục bữa nay thì em cũng nhận được 2 triệu rưỡi của cô chú Mạnh Thường Quân nữa. Em cũng tiếp tục, nếu mà có ai gửi thêm thì em tiếp tục đem lại, gửi nhiêu thì em đem lại nhiêu thôi. Đó. Thì hiện tại cũng còn 2 đứa bé này, 3 đứa là quý vị, đứa còn nằm trong nôi nữa ha. Đó là đứa lớn này tên gì anh? Dạ Phúc Chí anh. Phúc Chí hả? Rồi đứa nhỏ? Phúc Quỳ. Đây là Phúc Chí với Phúc Quỳ là con của chị Ngọc Phúc ha. Phúc Quỳ. Ở Quốc Quỳ. Phúc Quỳ hả? Phúc Chí Phúc Quỳ. Đó thì hiện tại giờ còn một Ngọc Trinh. Dạ đứa bé nằm trong nôi là Ngọc Trinh ha quý vị. Thì hiện tại anh thì cũng còn cũng như là gà trống nuôi ba người con còn bé lắm, chưa có đi học đứa nào hết trơn. Đó thì rất là khổ luôn. Chú là cha của cha và cha vợ hả? Cha ruột của anh Phúc phải không? Trai mẹ vợ mất hết rồi với cha vợ, vậy còn chú này nè. Đó thì chú cũng ở đây hả chú? Ở thành phố á. Dạ chợ khu nè. Dạ rồi chú vợ cũng mất hồi 8 giờ sáng. Dạ rồi 2 giờ chiều tới vợ nó mất mà đâu có hay đâu, máy hết pin. Dạ rồi tới tối nó điện cho thằng Út ở thành phố á, thằng Út mới điện cho tôi. Dạ điện cho gì nó mới hay. Thì kính thưa cô chú Mạnh Thường Quân thân mến trong nước và ngoài nước, thì bữa nay mình cũng đến đây để gặp chồng của chị Ngọc, đó là anh Phúc. Hiện tại cũng với ba đứa con đi vòng vòng chỗ chùa Dơi, chưa có chuyện gì làm hết. Thì dự kiến của anh là sau này để mình làm gì để nuôi ba đứa bé hả anh? Thì nếu mà xong đám của vợ em xong thì em dự kiến em mua cái xe mà dạng như cúp hay là quay gì của cũ á, em thiết kế cái thùng sao thùng lôi á, để em mua rau cải hay trái cây gì á, em bán khu vực vòng vòng ở khu đây để nuôi ba đứa bé và chăm sóc cho ba bé luôn. Chứ giờ mà mình giao lại cho ba bé cho người khác nuôi mình cũng không yên tâm. Thứ hai nữa đã ba đứa lại nó mến cha rồi thì mà mẹ nó đã mất. Không cho giao được cho ai hết. Anh bây giờ xin lỗi anh chút cái gì nữa. Cái sớm thì đầu tiên là em có lợi là đầu tiên là bây giờ anh là em là đầu tiên nhất đó. Rồi sau này em mới kêu Hoàng Trung, nó cũng em kết nghĩa kêu vừa giúp gia đình anh. Thì cái hoàn cảnh đầu tiên đó chị là bị như thế nào, anh có thể nói cho Mạnh Thường Quân biết cái sự cố đầu tiên đi. Sự cố đầu tiên đó là dạo mình đang bị tai biến như huyết áp cao. Vậy là có là bình nền. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó là mấy trước cái ngày mà vợ mình mất á là cũng có huyết áp hơi cao. Thứ hai nữa là lương của mình chỗ làm đó thì chưa đến ngày lãnh. Đó vợ thì mình phải
không có, tiền để mua thuốc cho vợ mình uống. Dạ dạ. Thứ hai nữa là vợ mình lấy số bán. Dạ. Bán thì gặp trời nắng này nè, rồi nhiều khi không có thuốc á. Dạ. Nó lên máu. Ừ. Đó. Rồi vô đó tình cờ thì có mình quân vô trong chùa, cúng chùa đó rồi từ thiện cho mọi người đóng bao gạo rồi trong đó có vợ mình là bao gạo 10 kg với bên nước mắm là chai nước tương nước mắm. Thì lấy được trên từ nhà của mình quân nhờ đưa cho là từ ở trên xe đưa xuống đi tới từ trong chùa đi ra thì đã dấp giò té rồi lên máu rồi đi luôn. Dạ dạ. Anh hiện tại thì em được biết là cái dãnh của chị là để trong chùa như là hài cốt và để trong chùa, thì cái dự định tiếp theo của anh là như thế nào nha? Em thì dự định là mùng 3 xong xuôi rồi mùng 4 này á là em cắt cái chồi nhỏ nhỏ để em đưa di ảnh mà xả về cái chồi đó để em cũng thờ và thắp nhang và nó cơm nước đầy đủ cho dặn. Dạ, cái mảnh đất cái chỗ mà anh để quan tài á mình sẽ cắt cái chồi đất đó của anh luôn anh. Dạ, không phải là của em, là cái đó là của ông và vợ cho vợ mình. Nhưng mà cũng là hiện tại là của giống là của em rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ. Nhưng mà giờ thực tế giờ là nói chung ra em với bà xã em á giờ có mặt ba mặt con rồi mà chưa có làm giấy kết hôn, chưa có nhập qua bộc khẩu bên bà xã được thì mình chưa có biết là có được hay không. Thì giờ trước mắt là mấy hai đứa lớn là nó có họ tên với gốc gác ở đây rồi, thì chỉ gốc là ở đây. Thì là cái dự định của mình là sẽ cắt cái chồi nhỏ ngay cái chỗ mảnh đất mà được rồi mình để cái quan tài của chị. Dạ đúng rồi. Và hiện tại thì cái kinh phí mình có đủ để mình cắt không vậy anh? Thì cũng nói chung ra thì một số mạnh thường quân cho mình một mớ với vợ cúng đám nó cũng trừ chi phí đâu hết cũng còn dư chút đỉnh. Thì mình dự định là mùng 4 này mua mớ cây với bạc về mình che làm cái chồi nhỏ nhỏ để mình đưa di ảnh bà xã về thờ. Trước mắt dự định của mình đó là cái nền nhà đó mình có thể nào mà kêu anh em lại mình bằng bạc hoặc là cho mình cái một cái nền nào của mình riêng để cho cô chú Mạnh Thường Quân cất cái nhà để cho ba đứa bé còn sau này nó còn tương lai nó đi học dài dài nữa đó anh. Thì mình dự định như thế nào cái đất đó giờ trước mắt là giờ em làm cái chòi trước đó, giờ em chòi để di ảnh bà xã ở trong đó rồi phải ba cho con về đó ở luôn. Đó. Thì sau này nếu mà Mạnh Thường Quân nào mà có thương tình ba cho con em á thì giúp đỡ. Chứ giờ em cũng trước mắt là kinh phí cũng eo hẹp trai nữa, ba đứa thì cũng đang khổ. Cái này cũng như mình cất tạm trước vậy. Đó rồi. Rồi nữa mình sẽ họp bàn với anh em lại sau. Mình xin đức về cho mình đó. Họp xong hết trơn rồi. Dạ. Mùng 4 này là tụi em khởi công là làm mua bạc rồi mua mớ cây rồi dựng cái chòi lên. Rồi trả nhà trọ lại. Rồi rút về bên cái chòi đó ở. Dạ. Vô trong chùa thỉnh rồi mướn ông Lộc về cúng cho bà xã để thờ trong cái chòi đó luôn. Chứ giờ để trong chùa thì hơi lạnh lẽo. Trong này cũng quyền muốn hỏi lại là của chị hài cốt cũng để trong chùa đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thì chị hiện tại giờ cũng chưa có nhà mà cũng chưa có chòi luôn. Đó. Và hiện tại cái mảnh đất đó là mình nếu mà được các nhà kiên cố là có được hợp lệ không anh? Ok hợp lệ anh. À mình có xin ở dân rồi chưa? Dạ đúng rồi. Tại vì cái đó là nếu mà sót ra ở địa phương đây, cô xóm huyện đây ai cũng đã nói được điều nói hết. Cái đất đó là hồi xưa là cũng dài vợ. Để bàn giao lại cho vợ mình. Vợ mình mắc là cứ về cứ làm cái chòi ở đi, không ai mà không cho hết. Vậy là cái bước dựng tiếp theo mình sẽ cắt cái chòi. Bên cạnh đó thì anh cũng sẽ mua một cái chiếc xe cũ để bán rau cải để anh lo cho mấy bé ha. Đúng rồi. Vậy là những bé này là sẽ ở chung với anh luôn. Đúng rồi. Thì do vợ thì bị mắc đột ngột nên anh phải là trở thành gà chống nuôi con của chị, rất là sót luôn. Và bé này mới có 4 tháng tuổi. 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi ha. Quá xíu chưa biết gì nữa chị, thì cũng không có mong muốn chị mất bữa nay được mấy ngày hả anh? Tính từ bữa 28 nay là bữa mùng 2 rồi là cũng 4-5 ngày rồi. Còn mấy bữa nữa là làm tuần nữa hả? Đúng rồi, thứ 7 thứ 5 này làm tuần. Rồi anh dự định là làm tuần cho chị á? Dạ có chứ. Ở làm tại cái nền chỗ chị mất luôn hay là làm trong chùa? Mình vô chùa mình mua đồ vô cúng ở trong luôn. Mua cúng chỗ chôn chị đó ha. Đúng rồi. Rồi nhà xong nhà này lục ra cúng ra cúng kiến. Hiện giờ thì cũng con anh cũng còn rất là nhỏ luôn ba quý vị đó, thì
À, đứa lớn mấy tuổi anh? Đứa lớn này Tết này là 8 tuổi. 8 tuổi rồi đứa kế? Đứa kế Tết này là 5 tuổi. Ờ, à, đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi và đứa 4 tháng rưỡi chứ gì vậy? Đó. Anh cho em hỏi thêm là hiện tại thì em thấy bé là cũng lớn rồi, cũng tới tuổi đi học rồi. Anh có dự định gì cho bé đi học hay là như thế nào vậy anh? Rồi xong đám xong xuôi hết. Rồi làm cái trò xong thì mình nhờ bên gia đình bên vợ thì giúp cho mình một số giấy tờ để xác nhận. Rồi cháu ở khu vực ở khóm mình đây. Rồi nhà số sớm về đây giúp đỡ rồi mình xin tờ giấy xác nhận cho cháu đi học. Để cháu vô lớp 1, còn bé 5 tuổi thì do vô học trường mẫu giáo. Rồi sáng đến chiều. Rồi còn riêng bé này thì mình ở nhà mình sắp đó, đi bán giao cải. Anh tính gì là thấy cũng được thì cũng mong là sẽ có sự hỗ trợ thêm nữa để giúp cho ảnh anh vượt qua cơn hạn nạn này. Cũng có mong muốn ha. Thì cũng mình cũng mong là cô chú tiếp tục để hỗ trợ cho anh để được trước mắt là cất một cái chòi nho nhỏ thôi bằng tre thôi, rồi tre cao su hoặc là lá gì đó, thì anh làm giấy tờ thủ tục xong thì cũng có chắc mình có thể là kêu ông Lâm Khánh ở Vĩnh Châu á, thì anh em YouTube với nhau đó thì người ta cũng cất rất là nhiều nhà rồi, thì cái này là chắc ăn 100%. Mà bây giờ hiện tại trước mắt là anh phải xin giấy tờ, anh phải xin giấy tờ. Vậy là dự định sau này là anh gửi mấy đứa bé là anh đi bán rau cải. Dạ. Hiện tại giờ mình cũng có chiếc xe phải không anh? Dạ, có chiếc xe. À. Thế bây giờ tôi cũng là một kênh YouTube của cũng chuyên gì làm từ thiện. Nhưng mà cũng trước kia cũng có kêu Hoàng Trung lại giúp đỡ hết một phần. Bây giờ thì tôi xin gửi anh 500 ngàn để mua sữa cho cha cho bé nghe. Dạ, cảm ơn anh ạ. À. À, cái này anh hoàn toàn đi quay phải không? Anh hoàn toàn tiêu quy cũng hỗ trợ cho ba đứa bé và cha gà trống nuôi con cũng 500 ngàn đồng quý vị. Đó thì chú lì xì cho con này, chú lì xì cho bé này. Thì còn phần em thì có ba Mạnh Thường Quân mới gửi thôi, bữa hổm thì gửi em cũng đem lại rồi. Thì đây cái sổ đây, tí nữa cho anh cảm ơn ta đi ha. Tết mùng 2. Có gì anh cứ cảm ơn là đi. Đây là ba người này, người này thì em gái giấu tên ha. Thì hôm nay thắng miền Tây cũng lại trao tận tay cho các bé ha, và cha để nuôi. Con có cái khăn giấy ướt không con, chưa bán được tay đi con. Để ra con cho chú cho con qua bên cha đi. Cái người giấu tên này không biết ở đâu luôn. Em gái giấu tên. Qua lấy mình sổ cho em coi. Thì hôm nay cũng có Mạnh Thường Quân, đó là chị Xuân Mai và Trần Trung Tình và em gái giấu tên. Chị Xuân Mai thì gửi cho anh 1 triệu để chăm sóc cho ba đứa bé, và chị Trung Tình cũng gửi cho anh 1 triệu và em gái giấu tên. Cái này toàn là trên Zalo không, thì tổng cộng là 2 triệu rưỡi. Hôm nay thì em cũng trao tận tay cho anh ha. Đó thì nè, 2 triệu rưỡi nha. Đó thì anh cũng là bữa nay cũng mùng 2 Tết ha. Anh có lời chúc đến Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình mình hả anh? Dạ. Đây là tên nè. Đó, thì 2 triệu rưỡi mình là cũng đã trao tặng ta cho anh rồi hả? Dạ. Em cảm ơn chị Xuân Mai đã gửi em một số tiền nhỏ nhỏ cho cháu uống sữa mấy ngày Tết. Rồi cảm ơn anh Trần Trung Tình. 1 triệu là gửi cho em để mua sữa cho cháu, em rất cảm ơn. Với một em ba em gái không có thể tên cho em 500 ngàn, em cũng rất cảm ơn. Xe Mỹ 500 luôn, xe Mỹ. Xe Mỹ cho em thêm 500 nữa, em rất cảm ơn. Thì sau đó mùng 2 Tết này thì em cũng xin chúc ba bốn Mạnh Thường Quân này một năm mới dạo khỏe bằng sự như ý. Xin cảm ơn. Dạ, vậy cảm ơn anh luôn ha. Dạ. Thì chồng của chị Ngọc cũng hiện tại giờ cũng chưa có công chuyện nào mà ngang chính đáng hết, bởi vì còn ba đứa bé rất là nhỏ quý vị, chưa có đứa nào đi học hết á, tại chùa dơi này nè. Thì vòng chùa dơi này thôi, nãy thì ảnh cũng đẩy đứa nhỏ đó, nhỏ 4 tháng rưỡi đó, đi vòng vậy thôi. Thì hôm nay sẵn thì mình tới chùa dơi này với cô chú Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ một phần nào cho anh. Đó thì cô bác bán nhóc luôn. Bây giờ thì mình vô kiếm chỗ nhân chứng sống lúc mà chị còn sống như thế nào, chị Ngọc, với chỗ mà chị mất luôn nè. Đó thì hôm nay mình cũng đã đến chùa Maha Túp, còn gọi là chùa Dơi, để ghi hình ảnh này lên gửi đến cô chú anh chị ha. Thì chị còn sống thì chị ngồi cái băng đá nè, bán vé số quá vậy.
đó thì bữa nay khách tham quan mùng 2 Tết thì cũng rất là đông luôn đó, để cầu nguyện và đây đó cho được bình an mạnh giỏi ha. Đây là chị còn sống, chị Ngọc là cũng ngồi ở đây đó quý vị. Hiện tại giờ thì anh em đi chùa rất là đông luôn quý vị đó. Thì mình hỏi một người nhân chứng sống mà nhưng không biết ý đó, bữa nay có bán ở đây không thì mình thấy mình hỏi nha. Có một ý ở trong đây cũng đồng hành cùng chị Ngọc ở trong đây bán vé số và ý đó cũng bán dừa, thì mình tính hỏi là ý đó cho lại cho gõ là biết cuộc sống của chị Ngọc gõ hơn, bởi vì sống ở đây rất là lâu quá vậy, thì biết cái tình trạng chị Ngọc mắc như thế nào và chị Ngọc sống hàng ngày như thế nào. Thì hôm nay mình cũng ghé đây một tí để hỏi chị, mà không biết chị có bữa nay có lại đây không. Ở ý này đó hả? Đây là ý này nhân chứng sống của chị Ngọc lúc còn sống nha. Dạ chào ý, bữa nay làm gì ý ơi? Dạ. Sáng giờ xin được ý. Dạ từ mấy chục ngàn đồng. Sáng tới giờ bà xin được mấy chục ngàn lẻ nào quý vị? Dạ ừ. À. Ý ơi, được biết là ý là biết chị Ngọc mấy số mà mấy ngày mà bé mất cái đem ý. Thì thấy nó đi ngang vậy rồi nó bị nó thấy người ta cho gạo. Cái nó chạy đi. Nó chạy đi nó xin gạo. Thế tôi nói là đi ra mày đừng có chạy, mày chạy chừng té. Rồi cái nó mới đi, đi rồi đó được gạo mới làm như mừng quá, cái nó chạy lại tới đó. Cái tự nhiên nó té ngang nó chết. Ờ là té ngay cái chỗ Dũng đó thôi. Té chỗ đó nè. Nó té xuống vậy đó. Rồi cái tôi lại cái tôi ôm con đó. Tôi thấy một tay nó kẹp gạo, một tay nó xách con đó. Cái tôi mới là giật cái bao gạo lại. Giật con nó lại. Tôi nó đem con mày lại tao mày để hồi té nhỏ. Rồi tôi ôm nhỏ để mình nó đi tới đó là nó té ngang rồi nó chết. Dạ. Mà hồi đó là tới giờ là chị có lên bị bệnh lên máu lên gì không á? Hỏi thì ở nhà nó con nó nói hai lâu lâu nó cũng bị giật vậy đó. Dạ. Ban đêm nó bị giật rồi chồng nó nặng chăm cho thì hết. À vừa cái này chắc có bệnh nền rồi thấy bao rồi. Gạo rồi lãnh bao gạo mừng quá mừng chạy quá. Rồi bắt đầu cũng như lên tăng xong luôn đó. Chồng nó ở nhà nó cũng vậy, nó ngủ ban đêm á. Dạ khi mà chị Ngọc té rồi là có ai lại sơ cứu hay là thì nó té rồi cái sao tôi ngồi lại tôi ôm con á, tôi thấy sao nó nằm đó lâu quá, tôi mới lại tôi nói lên đi sao mày không lên, mày là mày té mày còn nằm đó, thì tôi lật lên là nó trợn trắng nó chết từ hồi nào rồi. Là hồi chị Ngọc mất là ý có tại hiện trường này không? Thì tôi ngồi đây ôm con nó nè. Dạ. Là ôm đứa bé mà 4 tháng rưỡi đó phải không? Ừ. Đó. Ôm đây nè, bà tôi không ôm chắc nó quăng nhỏ chắc cũng. Dạ cũng luôn. Cũng nhỏ đi luôn á. Dạ. Dạ. Nói là thân thể của chị là nằm trên bao gạo luôn. Mất. Rồi cái mình nó nằm lên bao gạo. Dạ. Thì nằm ngay cái tôi sợ cái đầu nó đập vô gốc cây đó đó. Dạ. Ở đó có gốc cây đó. Tôi sợ cái đầu nó đập vô gốc cây cũng như nó té mạnh quá đó. Dạ. Cái đầu nó đập xuống cái gì đó. Bởi vì nó té xuống rồi tôi lại là nó chết rồi. Dạ. Thấy sao mày nằm lâu quá vậy, tôi nói mày đây. Mày không lại ẵm con mày mày làm mạng hay gì vậy? Thì tôi lật ra là nó chết rồi rồi. Tôi nghĩ chắc cái đầu nó đập vô gốc cây. Là lúc đó chị mất khoảng mấy giờ hả ấy? Hai giờ chiều á ha. Hai giờ trưa đó. Ở hai giờ trưa. Xe du lịch đậu qua chỗ cây thuốc hốt á. Dạ. Ở đó đó. Đó hai giờ. Dạ lúc mà mạnh quân bắt gạo, nó bắt gạo là chị Ngọc thấy mới chạy lại nhận bao gạo còn mừng quá ha. Mừng là chạy về đó. Chạy về là tới chưa được phát nửa đường mà té. Đó là té. Tôi nghĩ chắc nó lên máu hay là tăng sập. Mà lúc đi lúc mà chị Ngọc đi rảnh là có ẵm theo đứa bé 4 tháng tuổi. Ừ, nó ẵm con nó theo. Rồi tôi mới la, tôi nói mày đem con mày lại. Một tay mày cặp gạo, một tay mày ấy té nhỏ giờ. Rồi tôi mới đứng lên giật nhỏ lại tôi ngồi đây á, thì nó xách gạo đi tới đó là nó té. Mà cũng mai là nhờ cô giật con. Ừ, tôi giật lại. Chứ không thôi là té chắc quăng đứa nhỏ luôn. Ừ, té nhỏ xíu mà biết. Thì cô ở đây là nhân chứng. Cô là ở đây cũng nhân chứng sống tại đây. Thì mình hỏi cho rõ ràng đó là cô trực chiến luôn, trực chiến ở đây luôn, cũng chị Ngọc cũng mất khoảng 2 giờ
2 giờ mấy buổi trưa, thì do cô này cũng cổ dùm ẩm đó, dùm ẩm một đứa bé 4 tháng tuổi nha, để chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện của chị Ngọc đó. Hiện tại giờ chồng của chị Ngọc cũng còn gà trống nuôi con, gà trống nuôi con 3 đứa bé, thì hiện tại giờ cũng chưa có món ăn gì được hết. Bây giờ thì cũng nhờ cô chú Mạnh Thường Quân gần xa giúp đỡ cho anh, để có cái căn chòi nhỏ nhỏ để anh gửi con, hoặc là anh đi bán rau cải như anh trình bày nãy đâu vậy đó. Thì bữa nay thì rất là đông cô bác luôn. Ô 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 ô. Đây thì rất là đông ha, bà con cô bác đến chùa. Ô fan nào, fan nhóc luôn. Ô tàu vọt đó, ngày nước tàu vọt. Đúng rồi. Ô ô vui vẻ vui sân nha. Đó thì rất là đông quý vị ạ. Thì tiếp tục thì Thắng Miền Tây mời quý vị cùng Thắng Miền Tây vào xem chỗ chị Ngọc, để chôn chị Ngọc để chùa ha. Cũng sắp tới làm tuần của chị rồi, thành ra mình cũng lại đây cũng để cho các bạn xem. Bữa nay cũng mùng 2 Tết, nãy phỏng vấn bà cô thì do cái Tết nè, người ta đánh ngủ âm quá trời luôn, không nghe rõ thì mong quý vị thông cảm ha. Thắng Miền Tây thì không có xài mic, thì xài chỉ có nói với thôi, thì cho quý vị xem. Đây thì rất là đông luôn. Ở đây cũng có chỗ miếu Bà Đen nè quý vị. Đó, miếu Bà Đen rất linh thiêng, anh em lại cầu nguyện cho bình an, tai qua nạn khỏi ha. Đó thì mọi điều thì được hoàn sự như ý. Thì đây chỗ chị Ngọc thì ở nằm trong đây. Hôm nay đi thì cũng có ba anh em hoàn toàn thị huy và đất sóc lang thang lại đây ghi hình và trao số tiền của chú Mạnh Thường Quân cho ba đứa bé của chị. Đây là chồng chị mới mua cái dù che nào quý vị. Đó đây còn hương đen cày đó. Đây là chỗ chôn hài cốt của chị, chồng chị mới mua cây dù che cho vợ mình. Thật là đứt ruột luôn quý vị ạ. Thật là đau lòng. Thì do chị cũng có bệnh nền, ra đi quá đột ngột, vì được bao gạo với xe yếu, xe giàu gì đó. Chị cũng mừng và chạy, dắp té rồi sẵn có căn bệnh như vậy nữa thì chị mất tại chỗ luôn quý vị. Đó. Thôi Thắng Miền Tây cũng chia sẻ tới đây, cũng xin kết thúc video. Chúc khán giả và cô chú Mạnh Thường Quân luôn luôn được nhiều sức khỏe ha, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công, ăn một cái Tết thật là sung túc và hoàn sự như ý. Mong là cô chú Mạnh Thường Quân cũng tiếp tục để giúp đỡ cho hoàn cảnh ba cha con, gà trống nuôi con. Thì Thắng Miền Tây cũng xin chào và hẹn lại video tiếp theo của mình. Xin chào.